Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là kẻ tội lỗi. Con ăn lá lấy thì sắm ở giáo dân Đông Lán, ở tỉnh Nghệ An. Con lấy chồng được 14 năm, con bỏ chùa mất 11 năm, con lấy chồng ngoài đảo. Con bao nhiêu tuổi? Con 34 tuổi. 34 tuổi bỏ chùa bao nhiêu năm? Con bỏ chùa gọn gọn là đúng 10 năm. 10 năm, tức là năm 24 tuổi cô ấy đã bỏ chùa, bây giờ là 34 tuổi. Rồi làm sao mà con đã được ơn quay trở về với Chúa? Thì cha, con trong con đang khỏe mạnh nữa, là được ơn Chúa là nhắc nhở con là đứa trong đi khám đi có cái ống phổi, nghĩa là bác sĩ nói là thương vợ trong con trẻ mà mắc bệnh hiểm nghèo. Thế thì con người chỉ có Chúa mới chịu con nó lôi ra mở con do con bỏ Chúa. Thế là con nói với chồng con nhìn tấm ấy chưa, có Chúa kỳ quái như con đi là cũng nghe sợ quá. Con nói con người trọng người con bên đặt mới chị cho kịp chồng. Cái gì nói cái gì? Con đi ấy, con nghỉ thì làm sao mà con chạy cho kịp chồng à? Chạy cho kịp chồng là cái gì? Con chết cho kịp chồng à? Chết chưa kịp chồng. Chết cho kịp chồng. Nghĩa là sao? Con sợ chồng chạy cho con khổ à. Mẹ con khổ. Con sợ là chồng con chết thì con ở lại con khổ. Thế con muốn là chồng con chết thì con cũng chết cho kịp chồng với con. Ôi trời. Bây giờ có người xin đời chết cho kịp chồng. Rồi sao? Chuyện gì xảy ra Chúa cho con chết cho kịp chồng không? Thì con nói con mà chết thì con thì ai nuôi, thì con chạy đến lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện hàng ngày. Thế con bảo chồng con ở bên lương á, chồng con nói là anh cùng theo á, chồng con đi ở đó là Chúa đã chữa lành cho chồng à. Anh ơi. Rồi mà mau có đứa chết cho kịp chồng bây giờ thì sao con tên là gì? Dạ con chào cha, con Phêrô Lê Văn Tấn ạ. Lê Văn Tấn, rồi con bị bệnh gì? Dạ con bị bệnh là ung thư phổi ạ. Rồi ung thư phổi, và bây giờ thì Chúa đã chữa lành cho con, để con thấy thế nào con nói to đi cho mọi người biết. Dạ con được là Chúa chữa lành cho con là vừa là vợ cùng bố mẹ vợ cùng cầu nguyện cho con là được Chúa chữa lành cho con. Hôm nay là con khỏe mạnh, con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ con có tin vào Chúa chưa? Dạ con tin thả vào Chúa, con cũng đục đến vợ là hàng ngày cũng đục kính. Con đạo gì? Dạ con chứ con là đào Thế Chúa đấy. Không, trước cơ mà. Trước là con đào ông bà. Đào ông bà, bây giờ con đã theo Chúa chưa? Dạ con theo đấy ạ. Rồi bây giờ hai người đã lên một với nhau chưa? Dạ. Hai người lên một với nhau chưa? À đôi ạ. Rồi có chết cho kịp với nhau chưa? À dạ. Rồi, chắc cho tặng. Lần đầu tiên có người xin chết cho kịp chồng. Tặng cho vợ chồng con cái máy 365 bài giảng nhé. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Ơi, hai đứa ngồi ở đây, ngồi với nhau. Được không? Rồi.